hạt mưa đã nhỏ bớt đi. Và như vậy là bàn thắng đã đến với các đội chủ nhân. Quốc Dối là người đang ghi bàn. Và dứt điểm khá hay. Nhưng cái gì cũng cần có thêm những sự may mắn. Tình huống mở thành Phan Thi đã dâng hơi cao. Sau đó là Phương ném bóng không tốt. Một tình huống phá bóng nhưng vô tình trở thành bàn thắng. Và quan trọng ngay ra khỏi. Cú sút bộ phản công. Tỷ số là 2-0 dành cho Chu Nhân. Đó là sự nguy hiểm của đội bóng được đánh giá ứng cử viên cho sân vô địch. Một tình huống dứt điểm không có gì nguy hiểm nhưng thủ thành của 2K1 là Văn Phát lại cứ làm Phan Phi lại sử dụng một tình huống bắt bóng không ổn định. Không biết là thủ môn đang nghĩ gì trong đầu. Huy Luân phản công. Nước mắt không thể ngừng rơi. Nhà đương kim vô địch của giải đấu đang có 9-8-3-0. Nhưng điều quan trọng là cả 3 bàn thắng thì đều có công rất lớn. Gần 4-0 rồi. Lại là Huy Hổ. Một tình huống mà Huy Hổ dâng cao. Lại phá bóng trượt. Đội vô thi đấu chính thức cuối cùng. Lại là một lần truyền tài, đây là cơ hội. Cơ hội để 9-3 đắc bộ cuộc tình. Và cuối cùng thì mọi thứ đã khép lại. Trương Anh. Trương Anh đã kết thúc sai lầm của gia thủ 2003. Tỷ số là 2-0. Và mọi nỗ lực của 2003 có lẽ sẽ khép lại.